Vỗ tay quý vị. Vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của cô rất là nhiều. Cũng xin được cảm ơn những tràng vỗ tay rất là ý nghĩa từ tất cả quý vị. Và giờ đây theo như lời yêu cầu của gia đình thì cũng cho phép anh Thủ xin được trân trọng kính mời tiếng hát của chị Ngân.